Thưa quý vị và các bạn, cạn ối khi mang thai có thể làm cho hoạt động của thai nhi bị hạn chế. Bên cạnh đó, sự co bóp của tử cung khiến cho thai nhi dễ bị chèn ép, có thể dẫn tới bị suy thai non tháng. Cạn ối, ối ít không phải là cụm từ xa lạ đối với phụ nữ mang thai, nhưng nhiều người lại chủ quan, nghĩ không sao hoặc tự mình tìm cách cải thiện nhưng không hiệu quả nên dễ gây ra những biến chứng đáng tiếc. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về điều này. Chị Vương Thị Thuận mang thai 36 tuần, hiện đang nằm điều trị tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên vì cạn ối. Theo các bác sĩ, hiện tại chị Thuận đang được theo dõi, đo lượng nước ối thường xuyên, chỉ định dùng thuốc để dưỡng thai vì mới 36 tuần nhưng chị Thuận đã có những cơn co. Và chị Thuận đang trong tình trạng dọa đẻ non. Cũng như nhiều phụ nữ mang thai khác, chị Thuận không biết nhiều về tình trạng cạn ối. Lúc ấy là được bằng gần 35 tuần một tí, em xuống viện siêu âm thì các bác sĩ bảo là nhập viện theo dõi vài hôm. Em thì em cũng thấy mọi người bảo là cạn ối là nguy hiểm, nhưng còn nếu mà ít ối thì cũng có nhiều khả năng là giữ ối tăng lên, nên là tôi cũng cố uống nước các thứ chị ạ. Thì xuống viện điều trị được vài hôm thì lượng ối nó cũng lên chị ạ. Nước ối có cấu tạo gồm nước cùng với dưỡng chất, hormone cũng như các kháng thể để chống lại những bệnh nhiễm trùng. Trước khi em bé đủ ngày đủ tháng để chào đời, tổng lượng nước ối ở mỗi bà mẹ khoảng 2,8 lít. Nó đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ thai nhi suốt thai kỳ. Đồng thời, nước ối giữ ấm cho thai nhi và bé có thể tự do di chuyển trong khi vẫn đảm bảo dây rốn không bị siết chặt hoặc đè nén. Nước ối cũng cho phép cơ và xương phát triển khỏe mạnh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ít ối hay còn gọi là thiểu ối hay cạn ối. Tuy nhiên, nó thường không có biểu hiện cụ thể nên nhiều người rất chủ quan. Tình trạng của cạn ối, thiểu ối thì gần như không dự báo trước, cho nên những bà bầu, những người mẹ mang thai thường không quan tâm chú ý quá nhiều, cho nên là nhiều khi là đến viện đến tình trạng muộn và có những trường hợp sự cố vô cùng đáng tiếc đã xảy ra. Nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình cạn ối, thiểu ối là đầu tiên là tình trạng đối với thai nhi là tình trạng của thai non tháng, bởi vì khi thai non tháng mà lượng ối giảm xuống nhiều thì chúng tôi sẽ phải đình chỉ thai nghén, tức là phải mổ lấy thai hoặc là gây chuyển dạ. Đấy là tình trạng thai nhi non tháng, hoặc là tình trạng của thai bị dị tật, dị dạng, đấy có thể xảy ra ở thai nhi, và cũng có thể là tình trạng của cạn ối gây ra tình trạng có thể là cái thai chết lưu trong bụng mẹ. Chính vì chủ quan nên nhiều người vẫn làm theo những cách rất đơn giản được truyền nhau để tăng lượng ối. Trong quá trình mang thai thì em thường xuyên đi lên mạng tìm hiểu các cái vấn đề bà bầu này, chuyển dạ hay như thế nào. Vâng. Thì vấn đề cạn ối thì chưa thể. Vâng. Em cũng lên mạng xem để như thế nào, để nghĩa là ăn uống như thế nào để cho nó nước ối không bị cạn. Ăn mía với cả uống nước dừa ấy, để cho cung cấp đầy đủ nước với cả nước ối, rồi uống thêm sữa bà bầu nữa. Đó là cách mà rất nhiều bà mẹ làm theo, nhưng làm theo cách đó có thực sự hiệu quả? Việc uống nước trắng bình thường, nước mía hoặc nước dừa thì cũng không cải thiện quá nhiều lượng nước ối ở trong bụng mẹ. Bởi vì những cái việc đấy thì chỉ làm tăng dinh dưỡng cho hai mẹ con, nên cho nên là sự bài tiết nước ối nó sẽ tăng hơn bình thường một chút thôi, không thể nào mà thay đổi được từ nước từ ối ít trở thành ối bình thường. Nên là nhiều người mẹ cứ tìm hiểu trên mạng và cứ bổ sung nước trắng, nước dừa, nước mía hàng ngày, nhưng mà lại không kiểm tra khám thai định kỳ, cho nên là nhiều khi nào bệnh nhân không phát hiện được tình trạng của cạn ối, thiểu ối. Theo thống kê tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, trung bình một tháng thì có khoảng 8-9% số bà mẹ mang thai đến khoa thăm khám bị cạn ối và tỷ lệ suy thai trong cạn ối chiếm khoảng 2-3%. Để tránh những biến chứng như suy thai hay non tháng thì điều quan trọng nhất là các bà mẹ phải khám thai định kỳ để bác sĩ phát hiện dấu hiệu và có hướng điều trị kịp thời, không nên để chuyện đơn giản trở thành phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ và tương lai của con.